Ngã kim quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh lịnh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Cho nên tới cái ngày lễ Vesak thì chúng ta thường dựng một cái tôn tượng của Đức Phật Thích Ca sơ sanh, rồi chúng ta múc nước chúng ta tắm cho tượng Phật này. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta đó là không phải chúng ta tắm cái tượng Phật bằng đồng hay bằng gỗ ở trước mặt chúng ta đây. Tắm cái này là tượng trưng, còn sự thật á, là tắm cho các đức Như Lai tại triền. Mà các đức Như Lai tại triền là ai? Tức là tăng ni và Phật tử chúng ta đây. Tức là chúng ta cũng có cái pháp thân thanh tịnh như Đức Phật Thích Ca, nhưng mà vì nó bị phiền não bao vây cho nên chúng ta không thể chứng được cái pháp thân này, không thể biết được pháp thân này và không thể vận dụng được pháp thân này như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì vậy đó mà ta muốn là tắm cho tất cả các đức Như Lai này. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới dùng cái nước cam lồ hay là cái tịnh thủy, tức là nước thanh tịnh, nước bát công đức, nước từ cái chân tâm của chúng ta đó nó phát xuất và nó sẽ tới với tâm của tất cả các chúng sanh mà làm cho tâm của tất cả chúng sanh này đó được thanh tịnh. Cho nên tất cả các đức Như Lai tại triền này đó sẽ được thanh tịnh. Đây là một cái đức chính của chúng ta. Cho nên tất cả các nước là theo Nam truyền Phật giáo đó, thì tới cái ngày lễ Phật đản người ta có thể gọi là cái ngày lễ mà tắm cho tất cả mọi người. Cho nên ai tới tham dự thì cũng đều được tát nước lên tắm để tiêu biểu cho tắm cái sắc thân bên ngoài này mà đồng thời tắm cái pháp thân ở bên trong để làm cho cái pháp thân bên trong lưu lộ ra để rồi đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Cho nên ngũ trược chúng sanh lịnh ly cấu, tức là chúng sanh thì có năm thứ trược, có năm thứ trược mà năm thứ trược này rơi rụng xuống rồi thì không còn có những cái trần cấu này nữa, thì đương nhiên cái tịnh pháp thân sẽ hiện ra, cái chân thân của chúng ta sẽ hiện ra. Đức Phật Thích Ca nhờ xá được cấu nhiễm của trần ai mà ngài chứng được cái tịnh pháp thân này, cho nên bảo là thâm nhập pháp thân vĩnh hằng bất tử. Ta học được chỗ này thì ta cũng muốn cho tất cả mọi người xá được cái ngũ trược chúng sanh này để không còn làm chúng sanh nữa mà làm một đức Phật thanh tịnh cũng như Đức Phật Thích Ca. Đó là cái ý nghĩa của bài kệ thứ nhất mà chúng ta đọc.